Hồng Tím mến chào cả nhà. Trưa nóng mà thế giới nó còn nóng hơn buổi trưa nữa cả nhà ơi. Ở miền Tây với cả nhà dạo này không biết thời tiết quá trời nóng luôn. Thì một vài câu chuyện thế giới nổi bật ngày hôm nay Hồng Tím sẽ chia sẻ cùng cả nhà. Bản tin này thì Hồng Tím phát ở cây nhãn nha cả nhà. Cây nhãn bữa nay cả nhà thấy là nó ra trái rồi, nhìn nó tràn đầy sức sống luôn cả nhà. Nếu mà cô chú anh chị em nào mà có thích cái cây nhãn này thì có thể liên hệ với Hồng Tím. Hồng Tím có thể chia sẻ và giao lưu với mọi người nha. Dạo này thì Hồng Tím cũng mới tập chơi cây và giao lưu cây nha cả nhà. Quay trở lại cái chiến sự Nga-Ukraine thì lần đầu tiên ngày hôm nay Tổng thống Ukraine ông Volodymyr Zelensky nói rằng là 31.000 binh sĩ Ukraine đã không qua khỏi kể từ khi mà cuộc chiến Nga-Ukraine bắt đầu vào 2 năm trước. Tổng thống Ukraine cũng cho biết là ông tin rằng là Nga đang lên một cái kế hoạch mà gọi là tấn công mới vào cuối tháng 5 hoặc là vào mùa hè này, và đồng thời cho biết là cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào tháng 11 sẽ là cái điểm bùng phát của cuộc chiến. Và ông Zelensky tuyên bố rằng kế hoạch phản công của Ukraine vào năm 2023 đã bị rò rỉ cho Nga. Thì sáng nay ngày 26 tháng 2, 25 nhà lãnh đạo và đại diện của phương Tây họ đã có một cái cuộc họp ở cung điện Elysee ở Paris để thảo luận về cái việc đó là hỗ trợ quân sự cho Kiev. Cả nhà thân mến, phát biểu tại hội nghị thì Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuyên bố là Nga đã áp dụng các biện pháp gây hấn không chỉ chống lại Ukraine mà còn chống lại chúng tôi. Ông nói thêm rằng là chúng tôi đã nghe yêu cầu của Tổng thống Ukraine ông Zelensky về việc tăng cường sự ủng hộ của chúng tôi. Và chúng tôi tin rằng là việc đánh bại Nga là điều cần thiết cho an ninh và ổn định của châu Âu. Tổng thống Pháp đã công bố thành lập một liên minh cung cấp tên lửa và bom tầm trung và tầm xa cho Ukraine. Chúng tôi đã quyết định thành lập một liên minh để tấn công sâu và do đó có tên lửa và bom tầm trung và tầm xa. Ông Macron nói thêm rằng là trong 10 ngày tới thì chúng tôi sẽ đặt tất cả những nỗ lực này lên bàn đàm phán vì chúng tôi đã vận động nhiều quốc gia châu Âu và ngoài châu Âu có sẵn đạn dược. Ông kêu gọi châu Âu sản xuất nhiều hơn. Gửi bộ binh tới Ukraine là chủ đề xôn xao nhất thế giới sáng ngày hôm nay tại cung điện Elysee ở Paris. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, ông không loại trừ khả năng gửi bộ binh tới Ukraine, nhưng ông thừa nhận là hiện tại thì chưa có sự đồng thuận về việc cung cấp binh lính trong số 20 nhà lãnh đạo, chủ yếu đó là ở châu Âu. Tổng thống Pháp giải thích, nhiều người nói là không bao giờ, không bao giờ. Chính chúng ta cũng đã nói là không bao giờ là xe tăng, không bao giờ là máy bay, không bao giờ là tên lửa tầm xa 2 năm về trước. Chúng ta hãy khiêm tốn nhận ra rằng chúng ta thường trễ hẹn từ 6 đến 12 tháng. Và đây chính là mục tiêu của cuộc thảo luận tối nay. Mọi thứ đều có thể thực hiện được nếu việc đạt mục tiêu của chúng ta có ích. Tuy nhiên thì Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cũng nhắc lại rằng là các đồng minh Ukraine không gây chiến với người dân Nga mà đơn giản là không muốn để họ giành chiến thắng ở Ukraine. Chuyển qua những câu chuyện kinh doanh nổi bật, số phận đất hiếm trong bão kinh tế Trung Quốc và những dự đoán. Cả nhà thân mến, Lynas, một công ty khai thác đất hiếm lớn nhất bên ngoài Trung Quốc, trong một cố gắng hùng vĩ khám phá đỉnh cao của ngành khai thác đất hiếm, họ đang phải đối mặt với một cái con số đáng kể gây sốc cho thế giới kinh doanh. Lợi nhuận giảm gần 74% trong nửa cuối năm 2023. Trên con đường phồn thịnh thì họ đã đổ lỗi cho điều kiện kinh tế suy yếu ở Trung Quốc, gây giảm nhu cầu đối với đất hiếm, đặc biệt đó là vật liệu quan trọng trong xe điện. Trung Quốc thì cung cấp khoảng 90% là nguyên tố đất hiếm đã qua chế biến trên thế giới. Ở một cái thông tin nổi bật khác thì Qatar họ sẽ phát triển một cái dự án xuất khẩu khí tự nhiên hóa lỏng với một cái quy mô lớn. Bộ trưởng năng lượng nước này ông Ayay Khabi cho biết là dự án này có khả năng xuất khẩu 16 triệu tấn khí tự nhiên hóa lỏng mỗi năm và dự kiến là nâng công suất là sản xuất hàng năm của Qatar lên 142 triệu tấn vào cuối thập kỷ này. Quyết định này là kết quả của chính sách tạm dừng của Tổng thống Mỹ Biden về các hoạt động phát triển xuất khẩu khí tự nhiên hóa lỏng tại Mỹ. Hả? Cưng, làm kiếm tiền mà đâu có gì dễ đâu cưng ơi. Cả nhà thân mến, câu chuyện nổi bật cuối cùng ngày hôm nay đó là Hungary đã cho phép Thụy Điển gia nhập NATO. Đơn xin gia nhập NATO của Thụy Điển vào tháng 5 năm 2022 lẽ ra đã được chấp thuận nhưng mà nó đã bị cản trở bởi hai quốc gia thành viên vốn phản đối những lời chỉ trích của Thụy Điển đối với nền dân chủ của họ, Thổ Nhĩ Kỳ và Hungary. Thổ Nhĩ Kỳ thì cuối cùng cũng đã phê chuẩn tư cách thành viên của Thụy Điển vào tháng 1 và vào hôm nay ngày 27 tháng 2 thì Quốc hội Hungary cũng đã làm điều tương tự. Máy bay chiến đấu đã được đưa ra trong cả hai quyết định. Mỹ đã bán cho Thổ Nhĩ Kỳ một lô hàng F-16 mới sau khi mà họ chấp thuận việc Thụy Điển gia nhập. Hồng Tím cảm ơn cả nhà đã dành thời gian xem video và Hồng Tím hẹn gặp lại cả nhà trong những video sau.